Thưa quý vị, ngay sau chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Viện Viễn Đông Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Nga về Nhật Bản và Việt Nam đã diễn ra tọa đàm khoa học với chủ đề Củng cố quan hệ Việt Nam-Nhật Bản như một nhân tố an ninh tại Đông Á. Buổi tọa đàm đã thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các trung tâm, viện nghiên cứu hàng đầu của Nga. Phát biểu tại buổi tọa đàm, giáo sư tiến sĩ khoa học Luigi Anin, phó giám đốc Viện Viễn Đông nhận định giữa Việt Nam và Nhật Bản đang hình thành cơ chế đối thoại kinh tế quan trọng. Việc quyết định nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược sâu rộng trước hết là đáp ứng nhu cầu và lợi ích của hai nước, đồng thời cũng là một nhân tố bảo đảm cân bằng lực lượng và góp phần giữ vững ổn định, an ninh tại khu vực châu Á. Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam cho thấy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã đạt đến tầm quan hệ chính trị mới. Điều này cho thấy tại khu vực Đông Á đang hình thành sự liên kết và nền tảng của sự ổn định và hợp tác. Đây là một hướng mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và khu vực hóa. Nhiều tham luận đã đề cập đến khía cạnh lịch sử, các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản, ý nghĩa của chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, trong đó ý nghĩa an ninh và kinh tế đối với cả hai nước được đặc biệt coi trọng. Các nhà nghiên cứu đánh giá cao các kết quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản với kim ngạch thương mại không ngừng tăng cao, hợp tác đầu tư hiệu quả trong nhiều dự án. Tôi cho rằng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng mới được thiết lập giữa Nhật Bản và Việt Nam không chỉ thể hiện ở khía cạnh an ninh mà còn thể hiện rõ nét trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Nhật Bản rất quan tâm mở rộng hợp tác với Việt Nam. Các nhà khoa học cũng đã đưa ra những phân tích cho thấy Việt Nam đang rất cần sự hỗ trợ, hợp tác trong các lĩnh vực điện hạt nhân, giao thông vận tải và giao thông đô thị, những lĩnh vực mà cả Nhật Bản và Nga đều có thế mạnh và đang có dự án phát triển tại Việt Nam. Giao thông cũng là một lĩnh vực quan trọng của Việt Nam, nhất là giao thông đường sắt đang cần được hiện đại hóa. Phía Nhật Bản đã đề nghị với Việt Nam những dự án cụ thể cho tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành đường sắt của Nga cũng đã thỏa thuận với đường sắt Việt Nam xây dựng tuyến đường sắt phía Nam. Hy vọng dự án này được thực hiện và theo chúng tôi, Nga cũng có khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này. Các nội dung, chủ đề tọa đàm được tổ chức tại Viện Viễn Đông đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thảo luận. Các nhà khoa học đã chia sẻ quan điểm và đi đến thống nhất cho rằng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp, là nhân tố mới bảo đảm ổn định an ninh tại Đông Á. Ngoài ra, đó là sự gần gũi về quan điểm giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh phức tạp hiện nay trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Cuộc hội thảo được tiến hành ngay sau chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam nên mang tính thời sự cao. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã chia sẻ quan điểm về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, thông qua đó rút ra được những giá trị khoa học cũng như các giá trị thực tiễn và xã hội nhằm tổng hợp để đưa ra những kiến nghị cho các cơ quan hoạch định chính sách của nhà nước Nga.